năm 2021 đã khép lại với khoảng thời gian dài bị mắc kẹt trong nhà do dịch Covid-19. Bước sang năm 2022, không gian nhà ở được mọi người quan tâm hơn bao giờ hết. Do vậy, ngôi nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là nơi làm việc, giải trí và thư giãn. Điều này đã làm ảnh hưởng nhiều đến các phong cách thiết kế nội thất, đặc biệt là nội thất phòng tắm. Nếu bạn đang muốn đón đầu xu hướng thiết kế nội thất phòng tắm và sở hữu một không gian thư giãn hiện đại thì đừng nên bỏ qua những gợi ý dưới đây của Darot. Một, phòng tắm phong cách Japani. Japani là sự kết hợp giữa phong cách nội thất Nhật Bản thanh lịch, trang nhã và phong cách Bắc Âu lịch lãm, hiện đại. Sự kết hợp độc đáo giữa hai nền văn hóa Á, Âu tạo thành phong cách Japani đơn giản và ấm áp. Japani ưa chuộng những thiết kế tối giản, màu sắc nhã nhặn và xem trọng công năng. Do vậy, những sản phẩm nội thất với thiết kế nhỏ gọn, đơn giản và đa năng được lựa chọn. Tuy giữ nguyên sự tối giản và tinh tế, nhưng Japani không bỏ qua tính nghệ thuật độc đáo trong từng thiết kế. Đặc biệt, phong cách Japani ưu tiên sự tự nhiên, do vậy phòng tắm Japani không sử dụng nhiều đồ trang trí, thay vào đó, chất liệu mộc và cây xanh được ưu tiên lựa chọn để gắn kết không gian. 2. Xu hướng phòng tắm home spa. Không có gì ngạc nhiên khi sau năm 2021, năm mà mọi người dành rất nhiều thời gian để ở nhà, thì xu hướng thiết kế phòng tắm mang yếu tố home spa chắc chắn sẽ lên ngôi. Việc xây dựng một không gian thư giãn, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp chỉ phục vụ các thành viên trong gia đình là sự lựa chọn tuyệt vời trong thời điểm Covid-19 hoành hành. Với home spa, gia chủ có thể tự do đưa ra ý tưởng thiết kế, lựa chọn các sản phẩm với công năng sử dụng theo sở thích cá nhân và phù hợp với gia đình mình. Để có được một không gian thư giãn đích thực, bạn nên bố trí không gian home spa ở vị trí đẹp, nhiều ánh sáng tự nhiên như gần cửa sổ, ban công, nhưng đảm bảo sự yên tĩnh. Nội thất phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, mang đến cảm giác thoải mái. Đặc biệt, hãy lựa chọn những thiết bị đa năng, vừa là sản phẩm chăm sóc sức khỏe vừa là không gian thư giãn tuyệt vời cho gia đình, như phòng xông hơi, bồn tắm massage, vòi sen phun mưa, sen tắm âm trần. 3. Phòng tắm ấm áp với nội thất thô mộc. Năm 2021 là năm mà hầu như mọi người dành đa số thời gian để ở nhà, nên xu hướng nội thất thô mộc với sự ấm áp và thân thiện với môi trường trở nên thịnh hành. Các chất liệu thô mộc như gỗ, đá, gạch luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các nhà thiết kế hiện nay. Các chất liệu này tự nhiên, mộc mạc, đơn sơ được đưa vào phòng tắm hiện đại một cách tiết chế, chủ yếu mang tính trang trí, gợi cảm giác đơn giản, ấm áp nhưng vẫn toát lên nét sang trọng, độc đáo. Với một phòng tắm đơn sắc, bạn nên hướng tới các gam màu xám, nâu, đen, trắng để tạo cảm giác vững chắc, ấm cúng nhưng không kém phần tinh tế và hiện đại. Không cần sử dụng quá nhiều chi tiết thô mộc để làm nổi bật trong phòng tắm, một chút nhấn nhá với những chất liệu này sẽ tạo nên nét duyên dáng cho cả căn phòng. 4. Đưa thiên nhiên vào phòng tắm. Một phòng tắm với những thiết bị cơ bản dễ gây ra sự nhàm chán cho gia chủ. Do vậy, cách đơn giản nhất để lấy lại cảm hứng mỗi khi bước vào phòng tắm đó là đưa thiên nhiên vào không gian thư giãn. Cách đơn giản nhất để đưa thiên nhiên vào trong phòng tắm đó là hãy sắp xếp vài chậu hoa hoặc cây xanh. Cây xanh và hoa không chỉ tạo không khí trong lành cho phòng tắm mà còn là điểm nhấn thú vị khiến không gian thư giãn của bạn trở nên tươi mới và gần gũi với thiên nhiên. Đặt bình hoa tươi trên bàn tủ chậu, kệ để đồ, đặt chậu cây xanh tự trồng bên cửa sổ, góc phòng hoặc thậm chí là làm một dàn hoa và cây treo trên tường trống. Đồng thời, hãy kết hợp và sử dụng nội thất màu xanh cho phòng tắm. Việc này không chỉ khiến cho căn phòng trở nên tươi mát, gần gũi với thiên nhiên mà còn khiến không gian thư giãn của bạn trở nên độc đáo và mới lạ hơn. 5. Tạo điểm nhấn cho phòng tắm bằng họa tiết phong cách retro. Năm 2022, mặc dù chủ nghĩa tối giản vẫn là tiêu chuẩn, song xu hướng thiết kế retro với họa tiết và hoa văn đang dần hồi sinh trong các thiết kế phòng tắm. Từ gạch lát sàn với hoa văn, họa tiết cổ điển đến những bức tường đầy màu sắc kết hợp với các sản phẩm nội thất hiện đại tạo ra không gian thư giãn thanh lịch nhưng vô cùng sống động. Để có một phòng tắm đậm chất retro không hề khó, chỉ cần những nền gạch hoặc những bức tường với họa tiết cổ điển, phòng tắm của bạn đã trở nên phong cách và mới lạ hơn rất nhiều. Tóm lại, năm 2022 là năm mà xu hướng thiết kế phòng tắm quay quanh các yếu tố, sức khỏe, thẩm mỹ và trải nghiệm. Với những gợi ý trên, Darot hy vọng phần nào có thể giúp bạn có thêm ý tưởng cho không gian thư giãn riêng của mình. Tư vấn đặt hàng 1900 88 68 29, 0242 242 3535, website darot.com.vn. Darot, sống là tận hưởng.